Em ơi, xuống nhận đồ nè. Đang ngủ trưa mà anh shipper kêu mình xuống nhận đồ đi vậy ta? Để mình xem thử nè. Uầy, trời ơi, cái con gấu Biric của mình về rồi nè các bạn ơi. Nhưng mà mình không ngờ nó to và nó nặng khủng khiếp như thế này luôn ý. Hôm trước mình lắp con thỏ có chữ S mà nay mua con gấu to bự gấp mấy chục lần cái con thỏ này luôn nè. Mở ra xem bên trong có gì nào. Uầy, các bạn ơi, trời ơi, một thùng đầy Lego luôn. Ôi mẹ ơi, để xem nè, 1 bịch nè, 2 bịch nè, 3 bịch nè, 4 bịch nè, 5 bịch nè, 6 bịch nè. Và một cái búa, trời ơi, 6 bịch to Lego các bạn ạ. Ây, và có thêm một cái đèn nữa nè. Và vậy là con gấu này có đèn luôn nha mấy bạn ơi. 6 bịch bự thế này chắc là lắp 6 ngày 6 đêm không nghỉ mới xong luôn đấy mấy bạn. Trời ơi, khuôn mặt biểu hiện đầy sự hoang mang luôn. Cần lắm một người bạn đồng hành cùng lắp chung với mình cho vui nè. Mấy bạn còn nhớ em bé gấu này không nè? Hôm qua mình đổ ra và bắt đầu lắp, về đây là kết quả sau 24 giờ không ăn không ỉ mà chỉ ngồi lắp Lego của mình. Đó là một cặp bàn chân siêu cute luôn. Tối hôm qua mình đi ngủ còn mơ đôi bàn chân này mò tới mình gọi: dậy lắp đi, dậy lắp đi. Trời ơi, tao nói muốn rớt tim ra ngoài luôn á. Nên là ráng hết ngày hôm nay là phải hoàn thành xong em gấu này nè. Hai ba con mực, anh yêu em cực, yêu em cực. Ba chân tăng lực, yêu em căng cực. Nếu như có một cuộc bình chọn về trò chơi nào gây đau lưng mỏi cổ nhất thì chắc chắn là cái trò lắp Lego này rồi. Mới đổ ra thì hào hứng đấy, nhưng mà vừa lắp là cái mặt căng như dây đàn rồi. Trò chơi này chỉ cần mình tỉ mỉ kiên trì thôi, vì có giấy hướng dẫn mà, cứ thể lắp theo thôi. Dễ quá dễ mà. Cái mặt mình bình thường mà không cười là trông hầm hầm vậy đấy chứ không có quạo ai đâu. Nhưng mà lâu lâu lắp sai phải gỡ ra lắp lại thì có quạo thật nha. Có cái búa gõ cộc cộc cũng giảm stress phết đấy chứ. Hoàn thành xong em nó sẽ trông thế này đây. Lại còn có cả ngăn kéo nữa cơ. Mình có thể bỏ cái đèn này vô. Cái đèn này thì có 3 chế độ này: nháy nhanh này, nháy chậm này, và không có nháy. Rồi mình sẽ thử bỏ cái đèn này vô ngăn kéo nha. Bây giờ thì em gấu nháy sáng toàn thân luôn. Quá đẹp, tuyệt vời.